Chị hôm cứ chế đi em nay mình muốn chia sẻ đến các mẹ bỉm sữa một cái bí quyết riêng của mình. Là người mẹ thì ai cũng muốn cho con mình được tốt đẹp nhất, đúng không ạ? Chính vì thế nên ra là mình muốn chia sẻ một cái bí quyết riêng của mình hôm nay. Nhà mình có hai đứa con, thì cháu lớn 8 tuổi, cháu bé 2 tuổi. Cháu lớn nhà mình thì trộm vía cứ hay ăn cháu lớn thôi, không có vấn đề gì cả. Thế nhưng đến cháu bé thứ hai thì có một chút khiến mình lo lắng, đó là cháu bị dị ứng với cả đạm bò. Cái lúc mà được 5 tháng tuổi thì cháu nhà mình ăn hoàn toàn là sữa mẹ thôi, thì không có vấn đề gì cả. Đến khi 5 tháng rưỡi mình bắt đầu mua sữa ngoài cho cháu tập thêm, để 6 tháng mình còn yên tâm đi làm. Cái buổi đầu mà mình pha sữa cho con thì sau khi ăn thì cháu lại mẩn lên rất nhiều khu nhỏ nhỏ quanh miệng. Mình chỉ nghĩ đơn giản là chắc là do mình cho cháu ăn xong là dây ra vệ sinh nó không sạch sẽ thôi. Thế nhưng mà khi pha đến bình thứ hai, thứ ba thì bắt đầu con người ở trên người con mình mẩn lên rất là nhiều các cái lốt đỏ, những cái ti. Thế mới vội vàng cho con đến viện để khám. Sau khi xét nghiệm thì mới biết rằng là con mình bị dị ứng với đạm bò. Thật sự là lúc đấy cũng rất là lo lắng, mới đi tìm hiểu, dùng rất nhiều loại sữa thủy phân. Nói thật là cái sữa thủy phân thì rất là khó để sử dụng vì là cái mùi vị của nó rất khó uống. Con này mình chính vì thế nó cứ khóc rồi nó không chịu ăn. Mà sữa mẹ thì lại không đầy đủ được dưỡng chất thì mình cứ ăn kiêng. Lúc đấy là mình cũng không biết làm cách nào cả, cứ phải duy trì cho con vừa sữa mẹ vừa sữa thủy phân. Nhưng mà cứ như đánh vật với con thì cháu lười ăn, xong là cơ thể thì chính vì thế cứ còi cọc, xong quấy khóc, đêm ngủ cũng không ngon, mà phát triển rất là chậm. Cháu chớm như là suy dinh dưỡng, nên ra là lúc nào mình cảm thấy lo lắng cho con. Cứ thế cho đến khoảng 13 tháng thì may mắn là có một cô bạn mới chia sẻ cho mình biết đến cái loại sữa Nivacoa cộng. Sữa này thì 100% là hạt thực vật hữu cơ, nó rất là thân thiện với cả những cái cơ địa dị ứng. Đấy cũng là rất là một cái tin vui mừng cho mình. Ngoài ra thì mình thấy cái sữa nó rất là nhiều loại, rất nhiều mùi vị khác nhau, dễ uống. Ta mở ra thì thấy rất là thơm ngon. Mà sữa pha lại nhanh tan hơn các loại sữa thủy phân kia. Mình tìm hiểu rất là nhiều. Qua đọc thì biết là sữa rất giàu omega 3 cũng như là sữa tách đường ít béo. Rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Cũng như là sữa về các cái độ tăng trưởng tốt cho thần kinh của các bé khi mà tập trung hơn và không bị tăng động. Sữa này lại phù hợp cho rất nhiều lứa tuổi, các bé đều có thể sử dụng được. Nên mình mới quyết định là mua sản phẩm về cho con sử dụng. Sau khi sử dụng thì lúc đầu bé cũng không chịu uống đâu. Nhưng mà chỉ có qua 2-3 lần thôi, tập cho con quen thì cháu lại rất là thích và ăn ngon. Sau khi con sử dụng được một thời gian thì các cái vết nổi mẩn trên người là không hề xuất hiện, không có cái biểu hiện dị ứng, đâm ra là mình rất là yên tâm. Ngoài ra thì cái cháu bé lớn ấy, thì thấy sữa của em ngon quá, cứ thỉnh thoảng cứ trộm, thế là cứ tự dưng là phải mua thêm rất là nhiều để cho hai con cùng ăn. Nhưng mà sau khi sử dụng các cái sữa này thì mình thấy cả hai anh em đều phát triển rất là tốt. Anh thì tốt rồi nhưng mà khi sử dụng lại tốt hơn nhiều nữa. Nhưng em thì sau khi sử dụng từ lúc hơn 1 tuổi cho đến bây giờ thì cơ thể của cháu phát triển rất là tốt, ăn ngon, ngủ rất là ngoan. Mà các nhà em khả năng vận động hay là tập nói cũng rất là nhanh nhẹn, rất thông minh hơn rất là nhiều, chứ không còi cọc như đợt trước mà cứ trong cái tình trạng thì cứ suy dinh dưỡng xong ngồi một chỗ là ủ rũ mà không chịu chơi. Thì bây giờ là chơi rất là ngoan và thấy rất là thông minh.
đâm ra qua cái bí quyết này thì mình muốn chia sẻ với tất cả các mẹ bỉm sữa. Thì có con có cái biểu hiện dị ứng đạm bò hay kể cả là không dị ứng thì cũng nên sử dụng đến sữa Miracle A cộng này, biết đâu có những tiến triển rất là tốt như con mình.